xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người án chiều sau trưa trải ngoài khung cửa một bóng người nhỏ bé đang lủng lẳng trong phòng thỉnh thoảng lại thốt lên vài đơn âm tê trì ngồi trong phòng ngoái đầu lại nhìn chiếm nhi đã mặc đồ dày bọc lại tròn vo, lắc lư bắp chân khô khoắn đôi tay, lão đảo đi về phía nàng. Lúc sắp tới gần, nàng giang tay ôm lấy con. Thu Sương đứng bên đỡ, cố miễn cười nói, gia chủ nhìn xem, chưa gì tiểu lan quân đã biết đi rồi. Tê trì chỉ gật đầu. Hôm nay Thu Sương ôm chiếm nhi đến cạnh nàng vì muốn nàng thoải mái hơn, nhưng thấy nàng không lên tiếng thì cũng không biết nói gì được, đành im lặng cúi đầu. Lùi bước ra cửa nàng ta vừa đi thì tào ngọc lâm tới nhìn hai mẹ con trong phòng một lúc sau mới nói tam ca đang đến lạc dương trước mắt vẫn thuận lợi tẩu tẩu yên tâm tê trì nhìn ra cửa thỉnh thoảng nàng vẫn nhận được tin tức bên ngoài chỉ là phòng thủ quá nghiêm ngặt không thể ra ngoài được chàng bảo cô canh chừng ta chặt chẽ thế hả tào ngọc lâm quy củ đáp đúng vậy mong tẩu tẩu thứ lỗi tam ca đã dặn nếu có bất lợi thì sẽ để ta hộ tống tẩu tẩu rút lui với gia sản của tẩu tẩu sau này dù có đến đất nước khác vẫn sẽ sống tốt như thế huynh ấy mới không lo cho sau này tê trì ôm chiếm nhi lẩm nhẩm câu không lo cho sau này hai lần khóe miệng động đậy như muốn cười song lại chẳng cười nổi đúng thật với gia sản ở ta dù ở đâu cũng có thể sống tốt chỉ là lúc đó có ra sao thì không ai biết cả tào ngọc lâm vẫn luôn quan sát sắc mặt nàng tuy không đành lòng nhưng do dự một lúc rồi vẫn nói cho dù là thế ta cũng không thể để tẩu tẩu ra khỏi phủ được. tê trì nhìn chằm chằm nàng ấy, không muốn từ bỏ, a à thuyền, xin lỗi tẩu tẩu. tào ngọc lâm quỳ một chân xuống, cúi đầu ôm quyền, cắt ngang lời nàng, quân lệnh như núi, dù tẩu tẩu có đem địa vị huyện chủ ra uy hiếp ta thì ta cũng chỉ đành mạo phạm. bỗng tê trì đứng dậy, ngay tới chiếm nhi đang đứng viện ghế cũng ngẩn mặt nhìn nàng, miệng e a à con chữ. nhưng tào ngọc lâm chẳng nhúc nhích vẫn quỳ bất động. Ngón tay nàng nắm chặt, chầm chầm nhìn Tào Ngọc Lâm, một lúc lâu sau mới dịu lại. Bởi cảm thấy không cần thiết, đây là lệnh của Phục Đình, Tào Ngọc Lâm là quân nhân, chỉ biết tuân theo, tội gì phải làm khó nàng. Được, vậy ta không rời khỏi phủ nữa. Tào Ngọc Lâm nghe thế thì ngẩng đầu lên, trên gương mặt đen không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại khá bất ngờ, như muốn xác định xem nàng nói thật hay giả. Tê Trì bảo, ta có thể không ra khỏi phủ. Thậm chí sau này nếu có chuyện thật thì cũng sẽ đưa chiếm nhi rời đi, nhưng bây giờ vẫn chưa đến bước đó, ta không thể cứ trơ mắt nhìn được. Nếu chỉ vì chính bọn họ thì đúng là nàng không muốn chàng mạo hiểm. Muốn ngăn chặn một kẻ tiểu nhân mà phải lao vào nguy hiểm lớn nhất thiên hạ này, rõ ràng chàng là anh hùng song lại cứ phải gánh tội danh phản đồ trên lưng, thậm chí có khi còn phải đánh cược cả tính mạng. Nếu đã vậy, nàng thà rằng chẳng làm gì nhưng đây lại là vì đất bắc vì nước nhà trong khoảnh khắc chàng nói ra chuyện thì nàng đã không thể ngăn cản được rồi nếu đã chẳng thể làm được gì nàng cũng không thể chỉ ngồi đây chờ đợi kết quả nàng nói rồi dù không còn đường quay lại thì vẫn sẽ bước theo chàng tào ngọc lâm đã hiểu ý nàng đứng dậy chỉ cần tẩu tẩu không ra khỏi phủ thì muốn làm gì ta nhất định sẽ làm theo đây cũng là ý của tam ca huynh ấy không bảo tẩu tẩu không được làm gì tê trì nghe tới đây thì mới dễ chịu được phần nào chàng không muốn nàng can thiệp ngoài mặt càng không thể dẫn nàng theo nhưng cũng chỉ thế mà thôi vậy cô giúp ta gửi tin đến chàng tẩu tẩu muốn gửi tin gì tê trì ôm chiếm nhi vào lòng ngồi xuống bên bàn nhấc bút viết ra giấy mấy hàng chữ đoạn đưa cho nàng chàng xem là sẽ hiểu không biết có hữu dụng hay không nhưng có thể thử một lần Tào Ngọc Lâm đi tới, cầm trong tay nhìn qua, lập tức hiểu, tẩu tẩu là giúp tam ca, tất huynh ấy sẽ biết. Tê trì im lặng ngồi yên. Muốn binh gián thì phải có hùng binh thiết giáp, vào thời điểm này, nàng cũng chỉ có thể làm được những điều đó. Ở ngoại ô cách thành lạc dương trăm dặm, đội ngũ của Phục Đình đang hạ trại ở đây. Tất cả mọi người đều ăn mặc như dân chúng bình thường, giấu đi vũ khí, phân nhóm tiến về phía trước, đến đây tập hợp rồi mới dừng sau đó lại âm thầm để ý đến động tĩnh của binh mã phủ đô hộ thiền vu. Lạc Dương Đông Đô là một cửa ải rất khó đi qua, đằng sau chính là Trường An, nếu không thì phủ đô hộ thiền vu cũng sẽ không dừng bước ở đây. Trời vừa tờ mờ, Phục Đình dẫn theo mấy người lao nhanh vào thành Lạc Dương. Đường xá vừa được vẫy nước, các cửa tiệm cũng chỉ mới mở cửa. Một nhóm người dừng lại ngoài một tiệm trà, Phục Đình xuống ngựa, nhìn qua tấm biển của hiệu buôn hình cá treo bên trong, tự ý đi vào dẫm lên bậc thềm đi lên phòng trà ở lầu trên đã có người chờ sẵn người nọ mặc viên lĩnh gấm màu lam theo hình mây đứng trước cửa sổ xoay người lại toàn thân toát lên sự cao quý nhưng trên mặt lại có vẻ mất tự nhiên có vẻ phục đại đô hộ không nên xuất hiện ở lạc dương lúc này là thôi minh độ lúc tới đây phục đình đã thay quân phục trên người mặc viên lĩnh kiểu hán giống vậy áo xanh rộng lớn Cầm roi ngựa phủi bụi bám trên vạt áo, tiện tay kéo vạt áo ra sau, nhìn y, có vẻ phải là nên mới đúng. Thôi Minh Độ chấp tay với chàng, thứ cho tại hạ lỡ lời, phải nói thẳng là không nên. Phục Đình đứng cách y hai bước, người cao hơn y nên lúc nhìn y có hơi cục mắt, Hà Lạc hầu không cần vòng vo nữa, người cảm thấy ta không nên đến đây. Chẳng lẽ cảm thấy Ung Vương nên được lên ngôi? Thôi Minh Độ buông tay, một lúc sau mới nói, Tuy ung vương không đủ đức hạnh, song dẫu gì cũng là cháu ruột của thánh nhân, lại đã có con, nay đang trong tình hình cần hoàng trữ ổn định lòng dân, nếu được lập thật thì cũng dễ hiểu. Một kẻ có thể cấu kết với đột quyết thì đâu chỉ không đủ đức hạnh. Thôi minh độ sững sờ, bất ngờ nhìn chàng, ấn đường nhíu lại như đang suy nghĩ, lúc mở miệng lại nhã nhặn, nếu thật như vậy thì cũng là thánh nhân tự có quyết định, thân là hạ thần chỉ đành tuân theo, không dám nhiều lời phục đình trầm giọng nói nếu hà lạc hầu nghĩ như vậy thật thì ngày trước cần gì phải nhiều lời với phu nhân của ta ở đây nghe thấy câu này thôi minh độ biến sắc trong mắt có sự khó xử lại nhìn phục đình sắc mặt chàng vẫn bình thường không có vẻ là muốn truy cứu lập tức hiểu ra ý chàng muốn nói sắc mặt thay đổi mấy bận đại đô hộ có ý nói ta còn có tư tâm chuyện đó thì còn phải hỏi chính hà lạc hầu lời nói khi đó của ngươi ngoài ấy nấy ra còn có nguyên nhân nào khác không thôi minh độ hỏi lại còn nguyên nhân gì phục đình xoay roi ngựa không nhìn y mọi việc làm từ trước đến nay của thánh nhân hà lạc hầu đều thấy cả chắc hẳn đã nghĩ sẽ có ngày thủ đoạn như thế sẽ ập xuống đầu thôi thị thôi minh độ cứng người ý tứ của phục đình đã quá rõ ngày trước y giúp đỡ tê trì phải chăng vì lúc đó y đã có ý rời bỏ thánh nhân một người thuộc đại gia tộc thì không thể làm việc mà không suy xét tới gia tộc của mình được thì chắc chắn không có chuyện y nói ra những lời ngày trước mà không có suy tính bầu không khí im lặng bao trùm thôi minh độ cũng chẳng phản bác chỉ là sự văn nhược và lưỡng lự hiện rõ trên mặt rồi cuối cùng lại biến mất chỉ hờ hững như không phục đình nhìn y ta chỉ nói về ung vương đến đây thôi nếu những gì ta nói với ngươi là sai vậy coi như hôm nay hai ta chưa từng gặp nhau sau này nghe theo lệnh trời còn nếu hà lạc hầu cũng không hoàn toàn xuôi theo thánh nhân thì có thể nghĩ xem hạng người đó sao có thể leo lên đế vị nếu hắn ta lên được thật thì có lợi gì cho đất nước này hay là cho ngươi lần đầu tiên thôi minh độ thấy chàng nói nhiều tới thế nhưng nghe ý thì có lẽ cũng chỉ nói một lần duy nhất đó thôi bản thân y hiểu rõ nếu không phải chuyện có nguyên nhân thì vị an bắt đại đô hộ này đã không đứng trước mặt y điều phục đại đô hộ muốn nói ta đã rõ rồi. Thôi minh độ nhìn ra ngoài, những người phục đình dẫn đến đang chờ ở đó, góc áo như ẩn như hiện xuất hiện tại cửa ra vào, chàng thiếu niên trổ mã cao ráo, nhưng y chỉ thấy được bên mặt trầm tĩnh. Y biết, phục đình muốn phò tá thế tử quan vương lên ngôi. Thực ra hành động của thánh nhân đã khiến Thôi Thị cảm thấy bất an từ lâu, sự khổng lồ của Thôi Thị tất cũng đã lọt vào tầm ngắm của thánh nhân. Còn ung vương, lúc định nọc chiếm tình cảm trước mặt thánh nhân là đã có ý né xa mọi người thôi thì chỉ là một trong số đó mà thôi nếu để ông ta kế vị thật thì đúng là không có chỗ tốt thôi minh độ biết rõ những điều này thực tế cũng đã trăn trở từ lâu chỉ là không ngờ khoảnh khắc thế này lại đến sau một hồi cân nhắc cho tới khi mặt trời ngoài cửa lên cao y mới lại thi lễ với phục đình khẩu khí ôn hòa thật không ngờ ta lại có ngày hợp tác với đại đô hộ Phục Đình vẫn mang vẻ mặt cương nghị trầm tĩnh, như thể đã sớm liệu được. Lúc nói chuyện xong thì mặt trời đã lên cao. Cận vệ đi vào, thì thầm vào tai Phục Đình báo cáo lại tình hình trước mắt. Phục Đình siết roi ngựa, gật đầu với Thôi Minh Độ. Lời cần nói đã nói cả rồi, sau đây mới bắt đầu. Toàn xoay người đi thì Thôi Minh Độ bỗng nói, "Sao đại đô hộ không nghĩ, hôm đó ta nói chuyện kia với huyện chủ là còn có tâm tư khác?" Phục đình khẩn bước, nhưng chẳng buồn ngoái đầu, thế thì liên quan gì đến ta, điều cần nói ta đã nói từ lâu, tốt nhất Hà Lạc Hầu nên nhớ kỹ. Nói rồi đi thẳng ra ngoài. Thôi Minh Độ nhìn bóng lưng chàng biến mất, nghĩ, đúng là từ lâu chàng đã có lời. Tê Trì mãi mãi là người phụ nữ của Phục Đình chàng, chớ kẻ nào muốn động đến. Y đứng tại chỗ, bật cười tự dễu, y có tư cách gì nói ra câu này, còn có thể dựa vào ngọn gió đông này để bảo vệ cửa nhà thôi thì là đã tốt lắm rồi bây giờ thân là hà lạc hầu đây không phải là chuyện y nên làm sao ở dưới lầu phục đình đã lên ngựa lúc lao ra khỏi thành tay chàng lại sờ vào bên hông sờ phải mảnh giấy thì ngón tay gập lại là thư tào ngọc lâm phái người đưa đến bảo rằng tê trì gửi cho chàng nếu không phải vì tờ giấy này thì có lẽ chàng cũng đã chẳng tới đây nhưng nếu được thế gia đại tộc như thôi thì ủng hộ thì sẽ càng có thêm một phần thắng. Chàng biết thể gì nàng cũng đi cùng mình, chẳng qua là đổi cách thức mà thôi. Tào Ngọc Lâm bước ra từ một cửa tiệm ở phủ hãng hải, tức tốc chạy về phủ đô hộ. Cửa phủ được trọng binh trấn giữ rất nghiêm ngặt, nàng đi thẳng vào nhà chính. Tê Trì ngồi đợi trong phòng, nàng ta thấy thế thì cũng ấy nấy, đi tới nói, đã để tẩu tẩu đợi lâu. Tê Trì hỏi, làm xong chưa? Tào Ngọc Lâm đáp rồi, cẩn thận lấy một bọc khăn ở trong ngực ra, mở ra đưa tới. Bên trong gói khăn chính là miếng ngọc bội hình cá của nàng. Ngày trước chưa bao giờ mượn tay người dưới, nhưng hiện tại, nàng không thể không ra mặt. Tê trì nhờ nàng cầm nó đến tìm trưởng quầy giải cửu, nhờ y dựa theo căn dặn của chủ nhân, điều hành hoạt động trong cửa hàng. Tuy Tào Ngọc Lâm đã làm xong chuyện nhưng sắc mặt không hề thả lỏng, nghe giải cửu kia nói. Tẩu tẩu sắp đặt thế này thì sợ là sẽ khiến việc kinh doanh rối loạn, rất bất lợi cho tẩu tẩu. Tê trì tất ngọc bội đi, giờ ở kinh thành mà càng loạn thì càng có lợi với chàng. Một khi khơi thông được Lạc Dương, đối mặt Trường An chỉ là chuyện sớm muộn. Nàng dừng lại, hờ hững nói, nếu thua thật thì cũng là tất cả cùng thua, chút tổn thất này có đáng gì? Đã bố trí xong rồi dượng à. Trong màn đêm, Lý Nhiên ngồi trên ngựa, nhìn bóng người cao to đằng trước, thấp giọng thưa. Phục đình khẽ gật đầu. Bọn họ đã băng qua thành Lạc Dương, đang dừng ở nơi hẻo lánh, tiến về phía tây chừng trăm dặm nữa chính là Đô Thành Trường An. Bóng người qua lại trước mắt không ngớt, đến bẩm báo động tỉnh xung quanh. Đến lúc này Lý Nghiên mới hiểu vì sao Dượng có thể từng bước đi lên vị trí đại đô hộ, dù gặp phải tình cảnh thế này mà vẫn bình tĩnh, gần như đã bố trí xong xuôi từ lớn như bài bố mai phục binh mã tiếp ứng hậu phương rồi đến nhỏ thì bố trí tai mắt tiền tuyến chuyến đi này cứ như thể dượng đang kéo một sợi dây trong tay nhiều nơi gắn kết lại với nhau chỉ một hành động cũng tác động tới cả bộ phận mà sở dĩ được tỉ mỉ cẩn thận như thế đơn giản vì để đến lúc thực sự động thủ thì sẽ không đến mức hai mặt thụ địch lý nghiên nhìn thoáng ra xa một mảng đen ngòm chẳng thấy được gì nhưng vẫn biết rõ khoảng cách đến nơi đó đã ngày một chút ngắn gió thổi vào đồng nội lại có người đi tới dừng lại như một chiếc bóng cấp tốc bẩm báo bẩm đại đô hộ binh mã ở phủ đô hộ thiền vu đã động dẫn đầu đội ngũ chính là a sử na khải la con trai của khả hãng bọn chúng đến giờ phủ đô hộ thiền vu vẫn giữ lại danh xưng như trước khi chia nhánh với đột quyết người ở địa vị cao nhất không phải là đại đô hộ mà là khả hãng lúc này phục đình mới lên tiếng bọn chúng cũng đã qua lạc dương rồi vâng ạ à, đang tiến về phía này phục đình nghĩ ngợi đoạn hạ lệnh cho bọn chúng qua bám theo sau đột nhiên có thể qua được lạc dương thì tất có liên quan tới ung vương chắc chắn ở đế đô đã có động thái vì binh mã phủ đô hộ thiền vu lấy lý do chịu tan nên cả người lẫn hành động đều có hạn cũng chia nhóm mà hành sự một đội đi đầu khoảng chừng ngàn người đi rất nhanh tuy không phải là con số lớn cho một đội quân song đã quá nhiều cho việc chịu tan Đêm đen như mực, đội ngũ như rồng bơi trong đêm. Kinh thành Trường An lúc này cũng chẳng yên, gần đây chợ phường đột nhiên rối lên. Nhiều cửa hàng lớn hỗn loạn, cửa hàng nhỏ bên dưới cũng hỗn loạn, toàn bộ đông tây thành Trường An hỗn loạn theo. Các quan đại thần bận rộn dục thánh nhân hạ chỉ lập trữ quân, thế nên việc giám sát cũng không được quan tâm lắm, tình hình ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng khiến lòng dân bất an. May mắn là vẫn còn có những hạ thần sáng suốt các quan viên chủ quản việc kinh thương ở trường an vẫn tận tâm tận lực liên thông với phường chợ ở lạc dương như thế có thể tạm thời ổn định được biến động giá cả sau đó sẽ điều tra kỹ nguyên nhân có điều làm vậy thì thành trường an phải thường xuyên mở cửa thành trong thời gian không cần thiết thậm chí có lúc không đóng thành vào đêm lúc tin tức được đưa đến tay phục đình thì đội ngũ đã tới địa phận trường an trời cũng đã sáng mọi người xuống ngựa ẩn trong khu rừng dưới chân núi tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây còn sau đó thế nào thì vẫn chưa rõ trường an đã như vậy bao lâu rồi chàng đứng bên gốc cây bò đầy dây leo bụi gai hỏi cận vệ đến báo đáp đã một thời gian rồi ạ à? phục đình lập tức đưa ra tính toán chàng giơ tay lau mặt biết rõ chắc chắn là do tê trì đến những chuyện này mà nàng cũng nghĩ tới cận vệ đưa túi nước đến chàng nhận lấy thôi nghĩ nhiều lại hỏi bọn chúng thì sao dĩ nhiên là hỏi đội ngũ của phủ đô hộ thiền vu không đợi người trả lời một trinh sát giả dạng bách tính cấp gáp đi tới ông quyền nói đại đô hộ đội quân của phủ đô hộ thiền vu đi suốt không dừng thẳng hướng trường an ở bên kia lý nghiên đang uống nước để tỉnh táo bỗng nhìn sang phục đình ngoái đầu trông ra xa trầm giọng hạ lệnh thay đồ đeo đao lập tức lên đường lúc này ở đất bắc cũng đang trong thời gian buốt giá tuyết cũng sắp rơi. Phủ đô hộ vẫn rất bình yên, trong phòng đặt chậu thang, trên giường trải lông dê dày cụm. Chiếm nghi ngồi bên trên, di chuyển cơ thể nhỏ bé từ đầu này sang đầu kia, sau đó nằm xuống, với lấy thứ gì đó. Lấy được rồi, khu cậu cầm nó trong tay, đó là thanh gương nhỏ làm từ gỗ, cậu khu khoáng non rất thích thú, miệng bi ba bi bo. Tê trì ngồi cạnh nhìn, đã đến thời điểm chọn đồ đoán tương lai, nhưng hiện tại chỉ tổ chức đơn giản nên thực tẻ nhạt. Phục đình lại nuốt lời rồi, chàng lại bỏ lỡ một buổi lễ của con. Trong đống đồ đó có sách vở, có vàng bạc ống ánh, có rất nhiều món đồ khác nhau, thế nhưng cu cậu lại chọn thanh kiếm gỗ bình thường nhất. Xem ra tương lai sẽ kế thừa nghiệp cha rồi. Bỗng Tào Ngọc Lâm ở đâu lên tiếng? Tê trì ngoái đầu, chẳng hay nàng ấy đã đi vào từ lúc nào. Có tin mới hả? Đúng vậy, Tam ca đã đi qua Lạc Dương rồi, hiện tại hẳn đã đến Trường An. Con tim tê trì thích lại, lại ép mình phải quên đi, đưa mắt nhìn chiếm nhi chơi kiếm, im lặng không đáp. Dường như bây giờ cũng chỉ có thể đợi tin. Tẩu tẩu chớ lo quá, tuy tam ca đi vội nhưng bố trí rất đâu vào đó, nay lại có được sự ủng hộ của thôi thị, sẽ không sao đâu. Tào Ngọc Lâm an ủi người khác mà vẫn là vẻ nghiêm túc mà nói thật. Tê trì mỉm cười, chỉ vào chiếm nhi không phải cô vừa nói chiếm nhi sẽ kế thừa nghiệp cha à nếu đã thế thì chứng tỏ còn có nghiệp cha để nó kế thừa âu cũng là điềm tốt nàng vốn chẳng tin vào số mệnh cũng chẳng tin điềm này điềm nọ nhưng bây giờ lại sẵn sàng tin vào mọi thứ miễn là chuyện vẫn tốt đẹp khi bóng đêm lần nữa bao trùm dưới cổng thành trường an phía đông đã có một đội ngũ hàng nghìn người đó là người của phủ đô hộ thiền vu vì ở cổng đông có thương nhân chở hàng từ Lạc Dương đến nên lúc này cổng thành vẫn không đóng, trên đầu tường lại có binh lính trấn thủ, giờ bỗng một đội ngũ như thế thình lình xuất hiện, lại còn từ phủ đô hộ ở biên cương tới, không được sự cho phép của đế vương thì dĩ nhiên sẽ không tùy tiện cho qua. Người dẫn đầu bên dưới chợt thúc ngựa đi ra khỏi hàng, người nọ mập mạp, mặc hồ phục, non vẫn trẻ, giọng nói cũng rất vang, nói với bên trên, ta đến kinh thành để chịu tang cho hai vị hoàng tử đã được ung vương cho phép, vì sao vẫn không thể cho qua. Đó chính là A Sử Na Khải La con của khả hãng phủ đô hộ thiền vu, nói xong câu, hắn lập tức dơ lệnh bài của ung vương lên cho bọn họ nhìn. Trong kinh đang truyền nhau tin ung vương sắp bước lên ngai vàng, nay thánh nhân lại đổ bệnh, có lẽ ung vương có thể cai quản trước, nếu là thật thì không thể đắc tội rồi. Nhưng nay thời cuộc ở Đô Thành lại quá loạn. Ngay tới chuyện buôn bán cũng không yên, chẳng biết từ đâu xuất hiện tin đồn nói ung vương cấu kết với ngoại địch dựa vào âm mưu quỷ kế rắp tâm làm loạn ngay đến thế cục cũng không khống chế được có thể thấy là không có bản lĩnh làm đế vương tướng lĩnh trên tường nghĩ ngợi áp lực đè lên quá lớn bèn dặn người dưới gửi tin đến viên quan trong thành đột nhiên vào lúc này có một con ngựa lao từ kinh thành đằng sau tới cao giọng gào lớn trong cung có lệnh thánh nhân bàn trọng sự trong đêm không ai được tùy tiện ra vào kinh thành tướng lĩnh trên đầu tường còn chưa lên tiếng. A Sử Na Khải La ở bên dưới bỗng chỉ huy đám đông đứng dọc thành hàng, phóng thẳng vào thành mà không báo trước. Binh sĩ trấn thủ hét lớn, tức khắc muốn đóng thành ngăn cản, nhưng lại bị đội ngũ xông vào chặn lại, không kịp nữa rồi. Bất thình lình, màn đêm ở nơi xa như bị xé một góc, tiếng vó ngựa dùng dập dữ dội phá đêm dài xông đến. Không hề có tiếng người, đội ngũ nhân mã tự ý lao tới dưới thành như ngọn sóng cả ập tới, Xông thẳng đến đội ngũ của phủ đô hộ Thiền Vu, chỉ có tiếng binh khí và tiếng ngựa hí vang vọng. Sát theo sau là mấy con khoái mã phóng tới. Phục Đình ngồi trên ngựa. Nương theo ánh lửa ở đầu tường nhìn đám đông hỗn chiến bên dưới. Chàng đã có lệnh, người của chàng không được ra tay giết người mà phải cố bắt sống để sau còn thẩm vấn. Phủ đô hộ Thiền Vu cũng chẳng ngờ đằng sau lại có một đại quân bất thình lình xuất hiện, không kịp trở tay đã bị kẹp giữa trước sau tiến thoái lưỡng nan. Phục đình nhìn qua, tìm kiếm tướng lĩnh cầm đầu, bỗng kéo cương thúc ngựa lao tới, đồng thời rút roi ngựa ở bên hông ra. A Sử Na khởi la lúc nãy còn ở dưới thành mạnh mồm bỗng bị xiết cổ, cả người cứ thế bị kéo xuống ngựa. Một chớp mắt sau, roi ngựa bệnh từ dây thường quấn chặt cổ hắn. Phục đình dùng sức kéo mạnh tay, vòng lại trên ngựa, trực tiếp lôi hắn ra khỏi trận pháp, móng ngựa dẫm nát, bóng người khó phân, nhất thời tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên. Ngươi là kẻ nào mà cả gan dám làm vậy với ta? Phục đình lao tới lôi hắn ra khỏi cuộc chiến, để lại vệt máu rõ ràng trên đất. Chàng ghiềm ngựa quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bút giá, so với những tướng sĩ chết quan của đất Bắc ta, thì việc ta làm với ngươi hôm nay đã là nhân từ rồi. A à Sử Na khởi la nhận ra chàng, hốt hoảng la lên, Phục Đình. Sao ngươi lại đến đây? Phục đình rút thanh đao ở sau hông ra. Sống đao phản chiếu ánh lửa trên đầu tường, chỉ thẳng vào hắn, bảo bọn chúng ngưng vào thành. Người bị kéo xuống khỏi ngựa thôi la lối, sau đó là lớn tiếng hô ngừng. Người của phủ đô hộ thiền vu lập tức lui ra hai bên tính tháo chạy, có lẽ là kế hoạch từ trước. Nhóm lính thủ thành ở đầu tường lập tức đuổi theo. Tình hình rối ren đã ổn định phần nào, một trinh sát nhân lúc hỗn loạn xông ra khỏi thành, đi tới cạnh Phục Đình, gấp gáp nói, bẩm đại đô hộ, trong cung có tin gửi đến, thánh nhân sắp truyền chỉ rồi. Phục đình nhíu mày, xem ra bàn trọng sự trong đêm nói lúc nãy chính là chỉ chuyện này. Chàng phất tay, trinh sát truyền lệnh, thuộc hạ lập tức quay về tụ tập ở phía sau. Tướng lĩnh ở đầu tường khó khăn lắm mới khống chế được cổng thành, cuối cùng cũng có cơ hội lớn tiếng chất vấn, người tới là kẻ nào. Phục đình vứt roi ngựa cho cận vệ, đưa mắt nhìn ra sau lưng, sợ không lý nghiêng lý nghiên vẫn luôn đánh ngựa đi theo chàng ngẩng đầu nhìn cung quyết chót vót ở một góc tường thành phía đông mái công chỉ trời ở nơi xa là đường chân trời nửa trắng nửa xanh cùng với mảng lớn bóng đêm đen ngòm bàn tay nắm dây cương của cậu siết lại thành đấm không có gì đáng để sợ cả phục đình gật đầu bỗng hạ lệnh dựng cờ lá cờ của phủ đô hộ an bắt lập tức dương lên ở dưới thành trực diện đối mặt với lính trấn thủ ở trên đầu tường phục đình chấp đao trước ngực Bước xuống ngựa, cất cao giọng nói từng câu từng chữ, hạ thần phục đình, dẫn theo binh mã của phủ đô hộ An Bắc vào cung chinh phạt giang vương nghịch đảng, phò tá huyết thống thánh nhân. Một bóng người nhanh chóng chạy vào cung, chạy thẳng đến tẩm điện của đế vương. Trong điện có lưu hương khói lượng lờ, cũng chẳng có hiệu quả an thần gì mà có lẽ chỉ để ác đi mùi thuốc cắt mũi. Có mười mấy người đang đứng ở đây, toàn là những viên quan chức cao đương triều, không ai không nóng lòng đợi kết quả một chiếc bàn nhỏ đặt ở trước giường, trên bàn trải giấy bút, ngồi sau màn là bóng người ủ rũ, mãi mà không hạ bút. Ung vương đã vào đông cung, nhìn có vẻ hợp lý nhưng vẫn chưa quyết định. Lòng dân bất an, triều thần cũng chẳng yên, chỉ mong thánh nhân mau mau đưa ra quyết định. Bỗng cửa điện bị đẩy ra, người chạy tới lật đật lao vào là nội thị trong cung. Vừa vào thì lập tức quỳ xuống, trung rẩy bẩm báo tình hình ở ngoài cung. Lập tức bốn phía xôn xao một bàn tay khô đét vén màn lên, lặp lại. Nội thị run run bẩm báo, An Bắc Đại Đô Hộ dẫn binh vào cung, tuyên bố thánh nhân bị Giang Vương lừa lọc, muốn chinh phạt nghịch đảng. Giang Vương là ai? Ung, Ung Vương. Có tiếng huyết sáo đột ngột vọng từ bên ngoài vào, âm sắc bén nhọn lọc vào tai. Trong điện vẫn chưa hết kinh ngạc thì lại có sự kinh ngạc lớn hơn. Đây là âm thanh báo hiệu của cấm vệ quân trong cung, nghe thấy âm thanh này tức sự tình đã vô cùng nghiêm trọng ngay tới tấm quân cũng đã báo động chư vị đại thần vội vã xin lệnh lập tức gấp rút xử lý bóng người sau màn rung lên bỗng ho khang một tràng nội thị vội tiến lên hầu hạ nhưng bị đôi tay gầy guộc kia đẩy ra ngã xuống trước giường y lập tức quỳ xuống không dám động đậy bẩm thánh nhân một tên nội thị lại đến ngoài điện cách cửa điện cao giọng báo hà lạc hầu đi suốt đêm đã đến đế đô có chuyện quan trọng cầu gặp thánh nhân thôi thị là thôi thị thế gia đại tộc trăm năm hoàng đế biết khi nào thì dùng quyền lực gì lúc này cần nhất là thế gia biết trấn an lòng dân ra mặt truyền nội thị lùi ra chẳng mấy chốc có tiếng bước chân ở ngoài điện truyền tới dường như không chỉ một người nội thị ở ngoài cung kinh hải hét lên rồi lập tức im bặt cửa điện mở toang Thôi Minh Độ đi vào, vén vạt áo, cung kính cúi đầu bái lạy, xong lại chẳng nói một lời. Đế vương sau màn không khỏi ngước mắt nhìn, lập tức trông thấy hai người ở sau lưng y, hai người đó không phải là tùy tùng, cũng chẳng phải quan viên nào khác. Phục đình kéo áo choàng che đi vết máu trên người, vén vạt áo cúi đầu, hạ thần Phục đình, vào triều can gián. Theo sau chàng là Lý Nhiên búi tóc hơi rối, tay nắm vạt áo, cuối cùng cũng nhấc lên, quỳ xuống. Có ai mà ngờ, khi mọi ánh mắt đang hướng vào trong thành thì bọn họ đã lặng lẽ vào cung. Bên ngoài có cung nhân run rẩy bẩm báo, "Bẩm thánh nhân. Cửa điện đã bị bao vây rồi ạ." À. Nội thị trong điện vội lui ra cửa, không dám nán lại thêm. Xung quanh trở nên yên ắng. Một lúc sau, sau màn truyền ra âm thanh tức giận kìm nén, "Phục Đình, ngươi muốn tạo phản ư?" Phục Đình quỳ xuống, sống lưng vẫn ưỡn thẳng bệ hạ hiểu rõ tính cách của hạ thần, nếu hạ thần muốn làm phản thì đã không âm thầm đến gặp bệ hạ. Đế vương sau màn từ từ ngồi thẳng dậy, thở gấp nhưng lại không nói gì. Mới đầu ông ta cũng nghi ngờ Phục Đình, nhất là khi phát hiện có thế lực đang càng quấy. Nếu không phải băn khoăn đến chuyện không thể vọng động công thần. Sợ trái lại càng khiến Phục Đình bất hòa, thế nên thậm chí lúc ấy còn muốn đưa cả Tê Trì và đứa trẻ kia vào trường An nhưng trong buổi triệu kiến nghe phục đình nói mạch đao rơi vào tay đột quyết ông ta lập tức bỏ đi nghi ngờ này cũng nhớ lại những năm qua hắn ta trấn thủ đất bắc chưa bao giờ có hành động vượt quyền thế là cuối cùng chỉ hỏi một câu hắn có thân quen với quan viên nào trong triều không chẳng qua là đề phòng chàng có kết bè kết cánh nhưng nay hắn lại dẫn quân vào trường an vậy bây giờ ngươi đang làm gì thanh âm già khằng của đế vương như gió thổi qua cành khô cả ngươi nữa hà lạc hầu chẩm cho thôi thị nhà ngươi rất nhiều đặc quyền, thế mà ngươi dẫn người vào đây báo đáp trẫm thế hả? Thôi minh độ nằm rạp dập đầu, xin bệ hạ nghe tấu, ung vương tấu kết với đột quyết, móc nối với phủ đô hộ thiền vu, định ép cung đoạt vị, đã âm thầm khống chế hai cửa cung. Còn bệ hạ lại bị tiểu nhân bịt mắt, sắp hạ chỉ sắc phong. An bắt đại đô hộ đến cũng là để diệt trừ nghịch tặc, loạn cục đã ở ngay trước mắt, thần chỉ có thể giúp đại đô hộ đoạt lại hai cửa cung, ngăn lại cấm vệ quân ở nơi khác. Chỉ mong trong chốc lát này đủ để bệ hạ kiên nhẫn nghe can gián. Lấy bảo vệ xã tắc làm trọng, quay về chính đạo. Hành động này trông có vẻ là binh gián, nhưng thực tế là lập lại trật tự, gột sạch quanh thánh. Trong màn không có động tĩnh, một hồi sau, đế vương nén giận lên tiếng, hay cho câu lập lại trật tự, gột sạch quanh thánh, các ngươi có bằng chứng gì? Phục đình lấy ra mấy tờ giấy ở trong ngực, mở cả ra rồi dâng lên hai tay con trai a sử na khải la của khả hãng phủ đô hộ thiền vu đã bị hạ thần bắt giữ đây là lời khai của hắn nếu bệ hạ không tin thì có thể cho đối chức trực tiếp có điều với tình hình hiện tại thì tạm thời khó mà làm vậy được ngoài bản lời khai này ra thần còn lấy được lời khai của các vị phó tướng trong đoàn quân của hắn đêm nay phủ đô hộ thiền vu định xông vào thành trợ giúp ung vương các binh lính trấn thủ ở cổng thành đông đều tận mắt chứng kiến đến nay vẫn có kẻ bỏ trốn chưa bắt được, nếu bệ hạ vẫn không tin, cũng có thể triệu lính phòng thủ đến hỏi. Nói xong câu, y tay đưa về phía trước. Nội thị lật đật nhận lấy, không dám ngẩng đầu đưa tới trước giường. Đế vương vương bàn tay khẳng thiêu ra nhận lấy, tờ giấy lay động, hơi thở của ông ta ngày một nặng nề, như bị ai đó túng chặt cổ họng. A à Sử Na Khải La nói, phủ đô hộ thiền vu trải đường pê thuận lợi cho đột quyết đều là vì ung vương bức bách. Ung Vương nói đó là kế hoạch hoàng trưởng tử vạch ra, chỉ cần phủ đô hộ thiền vu làm theo thì tức là phò tá hoàng thái tử. Lại tuyên bố thứ đột quyết muốn là thắng được đất Bắc, giết chết An Bắc đại đô hộ, cướp đoạt tài sản đất Bắc, không động đến những nơi khác, còn ông ta và An Bắc đại đô hộ không hợp nhau đã lâu, vừa hay cũng muốn phủ đô hộ An Bắc rơi đài. Đột quyết thông qua Ung Vương, đáp ứng sau khi thắng đất Bắc sẽ giao hảo với Trung Nguyên, cũng sẽ hòa đàm và dốc sức ủng hộ hoàng trưởng tử lên ngôi một khi hoàng trưởng tử kế thừa vương vị thì sẽ mở rộng phủ đô hộ thiền vu thành phủ đại đô hộ thiền vu bỏ xa các phủ đô hộ khác cũng sẽ luận công thành hộ quốc nhưng đột quyết lại bại trận nay hoàng trưởng tử cũng đã bỏ mạng phủ đô hộ thiền vu cho rằng mọi thứ hóa thành công cốc chẳng ngờ đột quyết lại quay sang ủng hộ ung vương ung vương dễ dàng bị thuyết phục lại đến tìm phủ đô hộ thiền vu hứa hẹn nhiều thứ tốt đẹp lại uy hiếp nếu không giúp sẽ tố cáo lên ngự tiền. Phủ đô hộ thiền vu cũng đánh giá tình hình hiện tại, ung vương tất sẽ là lựa chọn của đế vương. Thế là đành phải bước lên con đường phản động, dẫn binh tới giúp. Những lời khai khác cơ bản cũng giống vậy. Màn được vén lên, đế vương bỗng quản sắp giấy ra ngoài, ho khang một tràng. Lúc phát hiện có thế lực uy hiếp hoàng quyền, ông ta đã cố ý xa lánh ung vương, bởi cảm thấy gã cả quá ngu ngốc không thể trọng dụng được. Nào ngờ đâu chỉ có ngu, được sủng ái nhiều năm đã khiến cho lòng tham của gã phòng lớn đến mức này, còn dám dẫn địch vào nhà. Không ngờ bên cạnh ông ta lại có một đám phế vật không đầu óc như thế. Ho sặc sụa khiến tấm màn đung đưa, đế vương giơ tay níu màn đỡ lấy cơ thể nặng nề. Tay chống lên mép giường, khè khè đức quảng nói, hoàng tử không thể cấu kết với đột quyết được, không thể nào. Thôi minh độ ngẩng đầu, nhìn lướt qua giường rồi nói tiếp, bệ hạ nói chí phải, hoàng trưởng tử bị ung vương hãm hại, chuyện này không liên quan tới hoàng trưởng tử, hoàng trưởng tử vì bào đệ đổ bệnh mất mà đau lòng tới mức qua đời. Phục đình không động đậy, nghe cả vào tai, sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm. Đế vương như đã bình phục lại, dường như chấp nhận lý lo này, hỗn hển nói, các ngươi muốn thế nào? Phục đình đột ngột lên tiếng, xin bệ hạ lập tức bắt giữ ung vương quyết không thể lập y làm trữ quân. Đế vương nhìn vệt máu thấp thoáng trên áo chàng, lúc này mới thực sự nhìn rõ đại đô hộ được chính tay mình đề bạc đã tới đây như thế nào là nắm đao tắm máu mà tới, thế là lại ho khù khụ. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng la hét hoảng hốt, cung nhân ở cửa như đang chạy nhanh, có người đang gọi ung vương từ đông cung giết tới. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị một loạt âm thanh khác vùi lấp. Phục đình vẫn quỳ không nhúc nhích, bệ hạ yên tâm, thần chỉ âm thầm vào cung để đoạt lại kiểm soát cửa cung khống chế ung vương binh mã ở đây cũng không nhiều nhưng thiết nghĩ vẫn đủ để dồn một ung vương nếu như vậy thì đúng là gột sạch quanh thánh đế vương lại ho từng trận như không dừng được không biết là ho vì bị ung vương đã kích hay là do do sự sắp đặt tỉ mỉ của chàng chỉ nhắc đến mấy câu nhẹ nhàng nhưng một thân dính máu của chàng đã chứng tỏ chốc lát này chẳng hề dễ dàng đến vậy trong tiếng ho sù sụ loáng thoáng nghe thấy tiếng ung vương gào thét bên ngoài, gào rằng mình oan, gào rằng muốn gặp vua, nhưng cuối cùng những âm thanh đó ngày một dần xa. Đế vương bi vẫn đang xen, cơn giận dân trào khi nghe tiếng kêu gào kia, đến lúc dừng ho thì đã chẳng còn sức chống đỡ. Cách tấm màn rũ nhìn ba người đang quỳ, các ngươi đã tính toán chu toàn, lại còn dẫn theo người đến, bởi biết giang sơn của trẫm đã không còn người để truyền. Lý nghiên im lặng nãy giờ chợt ngẩng đầu lên, nhìn vào trong màn màn đã được vén lên, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy diện mạo của thánh nhân, búi tóc hoa râm, gương mặt già càng tiều tụy, hai mắt đục ngầu. Xưng tên đi. Lý nghiên vô thức nhìn sang bên cạnh, Phục Đình nhìn cậu, cậu như hoàng hồn, lấy lại tinh thần, dằn xuống tâm trạng đang dâng trào cuồn cuộn, cục mắt đáp, con trai quan vương, Lý nghiên. Con trai quan vương sao? Như vậy tức là ngươi đã khỏi bệnh. Đế vương cũng phần nào đoán ra, người được Phục Đình dẫn tới đây còn có thể là ai? Chỉ có thể là cốt nhục của quan vương mà ông ta ba lần bốn bận trừ khử không được. Bệnh dịch ư? Đâu phải là ngọn đèn cạn dầu. Đôi mắt đục ngầu của ông ta chuyển sang Thôi Minh Độ, xem ra Thôi Thị cũng muốn ủng hộ người này lên làm trữ quân. Thôi Minh Độ lại quỳ rạp xuống lại, Thôi Thị đã theo bệ hạ nhiều năm, hiểu rằng bệ hạ một lòng lo cho hoàng quyền, nếu không phải vì chuyện thừa kế thì tất người cũng sẽ không chọn ung vương. Nhưng ung vương là kẻ đại nghịch bất đạo. Chỉ rắp tâm hại bệ hạ để giành lấy hoàng quyền, ác sau này sẽ còn khiến bách tính lầm than. Nếu đã thế, vậy sao bệ hạ không bỏ qua hiềm khích ngày trước, nghĩ cho hoàng quyền đến cùng, chọn người thích hợp hơn. Chợt một âm thanh sắc lẹm vang lên, đế vương hất lư hương trước bàn đi, lư đồng lăn xuống bên cạnh Lý Nghiên, cho đổ ra, kéo dài từ trước vạt áo cậu ra xa. Đến lúc này, đế vương mới thực sự nổi trận tam bành, ngươi có tư cách gì? Lý Nghiên cúi đầu, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành đấm, không có tư cách. Thế ngươi dựa vào đâu đòi làm trữ quân? Bởi vì ung vương càng không có tư cách hơn thần. Đế vương chống người trên giường, thở dốc dùng dập. Hơn nửa cuộc đời ông ta đều đấu tranh vì hoàng quyền, chính vì vậy mà không ngại diệt trừ thế lực phiên vương không ngại áp chế phủ đô hộ ở biên cương, chấp nhận để đất Bắc tiếp tục nghèo khó, cũng vì hoàng quyền, cảm thấy con trai trưởng quá tầm thường, dễ bị thao túng, không gánh nổi trọng trách lớn lao, chỉ có con út là giống ông ta, nên mới dốc lòng bồi dưỡng, định phế trưởng lập ấu. Làm những chuyện ấy cũng vì hoàng quyền, nhưng dốc sức khổ lòng như thế, đến khi ngoái lui mới thấy dòng họ thưa thớt, mọi người xa lánh. Rồi nay lại trải đường vì người khác nghĩ cho hoàng quyền đến cùng, quay đi ngoảnh lại, cuối cùng vẫn là vì hoàng quyền. Nghĩ tới đây, chẳng hay nên vui hay sầu, ông ta đột ngột cười phá lên. Đây là báo ứng của ông ta, chắc chắn là báo ứng. Tới khi tiếng cười dừng lại, Phục Đình vẫn còn quỳ, hạ thần tự biết mình có tội, không mong thoát tội, chỉ mong bệ hạ cho phép thần bắt chủ mưu đột quyết. Dựa theo kế hoạch của chúng, chắc chắn đột quyết sẽ có động thái sớm vừa dứt lời thì một cận vệ xuất hiện ở ngoài cửa điện, thấp giọng bẩm báo, bẩm đại đô hộ, là tướng quân gửi tin từ biên giới đến. Đột quyết có động thái lạ. Đế vương ngồi trơ trong màn như đã nhập định, đến lúc này khi nghe chàng nói câu đó, ông ta lại vô cùng bình tĩnh, trẫm vẫn phải dựa vào ái thanh bảo vệ quốc gia. Thôi minh độ bỗng bái lại, xin bệ hạ định đoạt. Tiết trời xám xịt, gió lạnh thấu xương bên ngoài phủ đô hộ bỗng có một toán người kéo tới, ai ai cũng vội vã gấp gáp. Thu Sương chạy vào nhà chính, mau chóng khoác thêm áo choàng cho tê trì, lại quấn chiếm nghi kín mít rồi đặt vào lòng nàng, gia chủ mau lên, đại đô hộ đã phái người tới, muốn gia chủ lập tức lên đường. Tê trì đưa tay ôm chiếm nghi. Con tim nặng trĩu, im lặng ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tới ngoài hành lang, Tào Ngọc Lâm đã đến đón, bốn mắt chạm nhau, Nàng ta nhỏ giọng, mời Tẩu Tẩu đi theo ta, còn Thu Sương đi theo người khác. Tê Trì không biết đã theo nàng ấy ra cửa trong tâm trạng thế nào, bước chân chẳng dừng, trong lòng trống rỗng. Bên ngoài cửa phủ đã có xe ngựa chờ sẵn, đại đội binh mã bao vây phủ đô hộ lúc này cũng đang hộ tống hai bên xe ngựa. Tê Trì ôm Chiếm Nhi đi lên, thấy Tào Ngọc Lâm ngồi ở vị trí lái xe. Tẩu Tẩu yên tâm, nếu rơi vào tay quan viên chặn đường thì ta sẽ nói theo như Tam ca đã dặn đội ngũ này cũng đã được sắp xếp từ trước, bất kể sau này tẩu tẩu đi tới đâu thì nhiệm vụ của họ cũng là bảo vệ tẩu và chiếm nhi. Vừa nói vừa đánh xe ngựa, chạy thẳng đến cổng thành. Chiếm nhi ở trong xe nghịch ngợm muốn bò lung tung, nhưng bị tê trì giữ lại. Lắng nghe động tĩnh, dường như bên ngoài còn có người khác hộ tống, chính là toán người quay về báo tin. Suy nghĩ nàng vòng về lại, nhớ đến lời của Thu Sương, giơ tay vén rèm lên, thấp giọng hỏi, nghe nói chàng đặc biệt phái người về thông báo. Tào Ngọc Lâm lái xe, bỗng ngoái đầu nhìn nàng rồi gật đầu, song trong đó lại ẩn chứa ý khác, tẩu tẩu yên tâm. Không sao đâu. Tê Trì buông rèm, chậm rãi ngồi xuống, rồi lại vén rèm lên nhìn ra. Những người dẫn đầu mặc trang phục không khác gì quân nhân đất Bắc, nhưng dáng vẻ lại rất khẩn trương, đồng thời cũng có vẻ hết lòng hơn bất cứ ai. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã ra khỏi thành, không gặp bất cứ trở ngại nào rời khỏi thành không quá 10 dặm bỗng đội ngũ dẫn đầu nói không cần phải nhiều người hộ tống đến vậy để bọn họ hộ tống phu nhân đại đô hộ đi gặp đại đô hộ là được tránh bị người khác chú ý tào ngọc lâm chợt hô ngừng xe ngựa dừng lại chiếm nhi nhào vào lòng tê trì đội ngũ bên ngoài đã dừng hẳn tẩu tẩu ngồi cho vững tào ngọc lâm bỗng nói tê trì ôm chặt chiếm nhi biết rồi bất thình lình có tiếng rút đao soàn soạt bên ngoài vang lên tiếng binh khí chém giết. Những người ở lại bảo vệ phủ đại đô hộ đều là tinh nhuệ trong quân, vừa ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào toán dẫn đầu. Hoặc trong đối phương cũng xuất thân từ trong quân, nhưng không được đào tạo bài bản, nhân số lại không nhiều, bị giết không kịp trở tay, lập tức rơi vào thế hạ phong, kẻ chết người thương. Trong tiếng gào thét, Tào Ngọc Lâm vén rèm lên. Không sao đâu tẩu tẩu, có lẽ là chiêu bài đột quyết muốn trợ giúp ung vương đây mà sơ hở quá nhiều chắc chắn đã định chỉ tới không về lúc xuất hành đã nghi là tin tức giả trước khi đi phục đình đã thông báo kết quả thế nào sẽ báo trực tiếp cho tào ngọc lâm nếu xảy ra chuyện thật thì sẽ không sắp xếp đội ngũ như vậy quay về đường hoàng đón người đi huống hồ đi được nửa đường lại nói đến gặp phục đình tào ngọc lâm nhận ra hết lúc ra khỏi thành ngay tới binh lính trấn thủ cũng đã báo hiệu chẳng qua là để mặc cho chúng đi đến đây thì mới giải quyết tê trì gật đầu ông chiếm nhi vào lòng ngửi thấy mùi máu tanh không biết có phải ở trường an cũng thế này hay không quay về thôi nàng nhẹ nhàng nói tào ngọc lâm nhìn sắc mặt nàng ra ngoài lái xe người bên ngoài nhanh chóng dọn sạch con đường đội ngũ lần theo đường cũ quay về vừa đến dưới cổng thành thì có một nhóm người cưỡi ngựa vung roi từ xa lao tới qua tấm rèm lay động, tê trì nhìn ra ngoài, từ một góc có thể thấy vó ngựa rầm rập ở cuối đường, cuốn bay bụi đất phi về nơi này. Tào Ngọc Lâm dừng xe ngựa lại. Nàng lên tinh thần, ông chặt chiếm nghi, chuẩn bị tâm lý phải đối phó với một đội ngũ nữa. Nhưng nghe động tĩnh bên ngoài thì có vẻ mọi người đều đã xuống ngựa. Ngay sau đó nghe thấy tiếng hô đồng thanh, bái kiến đại đô hộ. Tê trì ngẩn người, chiếm nhi đã nhân đó bước ra ngoài xe tào ngọc lâm vén rèm lên ông lấy cu cậu đoạn nhìn tê trì rồi buông rèm xuống nàng đột nhiên như hoàng hồn đang định đi ra thì bên ngoài truyền đến âm thanh ỏn ẻn của nội thị lúc này mới hay còn có người khác cuối cùng là giọng nói nam trầm của phục đình phục đình tuân lệnh đến báo bình an với quận chúa đương triều có luật chỉ có huyết mạch với trữ quân mới có thể xưng là quận chúa bàn tay vén rèm của tê trì khựng lại nàng ngẩng đầu lên một lúc sau mới nhẹ giọng nói vào xe nói chuyện. Phục đình vén rèm lên, cuối người đi vào, trong chớp mắt đã tới trước mặt nàng, vết máu trên người vẫn chưa kịp lau, cầm lúng phúng râu xanh, vì buông ba mấy ngày liền mà đã gầy sọc đi trông thấy, hai mắt nhìn thẳng vào nàng. Tê trị nghiêng người ôm lấy chàng, nhưng rồi bỗng lùi ra, giơ tay tác chàng một cái, cả tay lẫn người đều rung lên, cuối cùng lại nhào đến dùng sức ôm siết chàng. Phục đình trắng răng, nàng tác không mạnh, chỉ chàng mới hiểu ý trong đó, cuối cùng lại chẳng nói gì, đưa tay vòng chặt lấy nàng. Lý Nghiên đến trễ một bước, được đại quân hộ tống quay về đất Bắc. Tới giờ mà trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại cảnh tượng đêm ấy. Ngày hôm đó, bọn họ chỉ ở trong điện chưa đến ba khắc. Khi cấm vệ quân nơi khác chạy đến chi viện cửa cung bị mất quyền kiểm soát thì bỗng nhận được mệnh lệnh, tất cả rút lui đội quân của phủ đô hộ An Bắc cũng rời khỏi cung như chưa hề xuất hiện. Còn trong tẩm điện, cuối cùng, Thôi Minh Độ nâng hai tay tiếp nhận thánh chỉ vàng rực, cất vào trong cuộn gấm theo kim tuyến. Nước đã đến dưới chân, phải đồng lòng chống địch hay còn rề rà trong cung đình đô thành. Lựa chọn cuối cùng của đế vương vẫn là Hoàng Quyền và Giang Sơn. Mọi thứ dường như đã được định đoạt, cuối cùng, đế vương bỗng lên tiếng, muốn Lý Nghiên ở lại nói chuyện riêng phục đình nhìn cậu khẽ gật đầu ra hiệu cậu cứ bình tĩnh rồi đi ra ngoài lý nghiên quỳ bên dưới nghe thấy đế vương hỏi với âm thanh già khằng hẳn hồi xưa ngươi vẫn muốn tước vị quan vương nay so với trước đã coi như một bước lên trời ngươi nghĩ thế nào lý nghiên không biết là đang kiểm tra hay chất vấn cậu cúi đầu bộ dạng kính cẩn bẩm bệ hạ thuở nhỏ thần lớn lên trong phủ quan vương từ bé đã biết sau này phải kế thừa tước vị quan vương khôi phục vinh quang cho vương phủ, đây là suy nghĩ trong lòng thần, đúng là vẫn luôn muốn tước vị quan vương. Nhưng thần chưa từng mơ tưởng đến đế vị, bởi vì đây chưa bao giờ là thứ thần nên có, vì vậy chưa bao giờ nghĩ đến. Đế vương cười thâm trầm, tức là ngươi không có gì muốn nói với trẫm. Có ạ, à, Lý Nghiên dập đầu, im lặng một chớp mắt rồi mới nói, thần mong bệ hạ ban thưởng đang thư thiết khoáng cho thần. Đang thư thiết khoáng là thiên ân xưa nay chỉ ban cho công thần, có thể miễn tội chết. Đế vương vén màn nhìn cậu, ngươi đúng là thông minh. Còn biết cầu xin lá bùa hộ thân, không lẽ muốn đề phòng trẫm trừ khử trữ quân mình đã lập? Không dám. Lý nghiên vẫn cung kính quỳ. Tuy bây giờ đế vương đã cho cậu cơ hội làm trữ quân, nhưng một khi đến gần tử địa, cậu không thể không đề phòng. Cảm giác thấp tha thấp thỏm trong quá khứ, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhất là khi những người cạnh cậu đều bị cuốn vào, cái cảm giác đó, cậu không muốn trải qua lần nữa. Đế vương ho dữ dội, thở dốc liên tục, hồi trước từng nghe Thế tử Ung Vương nói ngươi nhát cái như chuột, bị kẻ khác ức hiếp cũng không dám trả đũa, nhưng thì ra chỉ là nhẫn nhịn. Lý Nghiên không đáp, im lặng siết chặt vạt áo. Ngày trước nhẫn nhịn là vì không muốn tăng thêm phiền toái cho cô, bây giờ thì không cần nhẫn nhịn nữa. Nhưng nhẫn không có nghĩa là quên, chẳng qua là vì chưa tới mức đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua chiếc giường bên trên. Bóng dáng già càng đập vào mắt cậu, hệt như nến tàn trước gió. Dẫu không cam lòng thì vẫn còn ánh sáng le lói, chỉ là cuối cùng không thắng nổi gió mạnh. Ngày hôm ấy, sau khi Lý Nghiên rời khỏi tẩm điện, Phục Đình lại vào điện một lần cuối, từ đây tất sẽ giao đấu với đột quyết, xin thánh nhân phái trữ quân đến tiền tuyến nhậm chức đất quân. Trong tiếng khục khạch, đế vương cười lạnh, cuối cùng chỉ khoát tay, phê chuẩn yêu cầu dễ nhận thấy chàng không yên tâm về an nguy của lý nghiên muốn lấy lý do đó để đưa lý nghiên rời khỏi trường an thế là lý nghiên có thể quay về đất bắc gió phất qua mặt càng ngày càng tê tái như lưỡi dao lạnh ngắt cậu khép cổ áo thôi suy nghĩ nhìn về phía trước vào đất bắc rồi cận vệ của phục đình ở cạnh mau chóng bẩm báo vâng đại đô hộ đã gửi tin tới ngài ấy đang cùng phu nhân chờ trong thành đằng trước lý nghiên nhìn lướt qua sau ngồi trên ngựa ở phía sau chính là thôi minh độ cậu nói hà lạc hầu không cần đưa tiễn nữa đâu đã vào địa phận đất bắc rồi thôi minh độ theo cậu từ trường an tới tận lạc dương dẫn theo tùy tùng thôi thì hộ tống cậu đến đây là vì bây giờ hai bên đã là quan hệ cộng vinh y nghe nói vậy thì chỉ ôn tồn mỉm cười đã tới đây rồi vẫn nên gặp đại đô hộ và huyện quận chúa rồi hẳn đi sau khi đón tê trì ở phủ hãng hải Phục Đình lập tức chạy tới thành phong bình giáp giới với Trung Nguyên chờ Lý Nghiên. Tê Trì đứng trên đầu thành, váy dài chạm đất, đội mũ mạng, trông như cây liễu đầu tường, nhìn ra xa qua lụa xa. Khi bóng nắng trên đầu chuyển một tấc về Tây, rốt cuộc cũng nhìn thấy đội ngũ cuồn cuộn ở xa tiến lại. Dẫn đầu đội ngũ chính là Lý Nghiên, cậu mặc áo gấm, như cảm nhận được điều gì ấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Tê Trì thấy cậu có vẻ gầy đi, nhất thời mừng tuổi đang xem, nàng vén tấm mạng lên mỉm cười với cậu dù đứng ở rất xa nhưng lý nghiên vẫn nhìn thấy thế là mỉm cười lại như muốn bảo nàng yên tâm chỉ là trông không rõ lắm tê trì nhìn ra sau chàng lúc này mới thấy thôi minh độ cũng có mặt bèn buông tấm mạng đi xuống khỏi đầu tường phục đình đang chờ bên dưới đã sớm trông thấy lý nghiên và thôi minh độ ở ngoài thành vốn họ không định nán lại đây chỉ định đón lý nghiên rồi đi luôn nhưng hiện tại xem ra phải dừng lại rồi viên quan thủ thành ở đây đứng bên cạnh hỏi bẩm đại đô hộ có cần cho hạ quan tiếp đãi không ạ à? chỉ hôm nay mai phải đi ngay chàng nói đã hơn nửa ngày trôi qua thực tế cũng chỉ còn lại vài canh giờ viên quan thủ thành vội vã dẫn thuộc hạ đi chuẩn bị đúng lúc này tê trì đi tới nhìn chàng chàng gấp gáp quay về không phải là vì đột quyết à phục đình gật đầu kéo ngựa tới, ra hiệu cho nàng đi lên. Tê trì nhìn qua đội ngũ sắp vào thành. Dẫm bàn đạp trèo lên lưng ngựa. Đã sắp xếp người đi đón, nàng chỉ cần biết Lý Nhiên bình an vô sự là yên tâm rồi. Phục đình đi theo, hệt như lúc tới, ông nàng quay đầu chạy về quan thự. Tòa viện sau quan thự được bố trí riêng cho đoàn đại đô hộ và phu nhân nghỉ ngơi. Đầu tiên là đại đô hộ và phu nhân, sau đó là hoàng trữ tới, viên quan thủ thành không thể không tận tâm tiếp đãi sai hết hầu nam tỳ nữ đắc lực trong phủ mình đến đây trong ngoài luôn có người phục vụ nửa canh giờ sau lý nghiên đến quan thự lập tức được đón vào phòng trước ở đó đã bày sẵn tiệc để chào đón cậu phục đình cũng đang chờ trong sảnh lý nghiên đi tới trước mặt chàng thưa dượng ở đô thành đã yên ổn có thể yên tâm được rồi ừ Trước khi rời đi Phục Đình đã lo liệu hết những chuyện có thể lo liệu, thậm chí đã phái người đuổi bắt những kẻ của phủ đô hộ Thiền Vu Tháo chạy, nên giờ chàng cũng không quá bận tâm. Còn về việc ổn định đám người trong đô thành thế nào, thì thôi Minh Độ xuất thân từ thế gia hiểu rõ cách làm hơn. Nghĩ tới đây, chàng ngoái đầu nhìn qua, thôi Minh Độ vừa nãy theo Lý Nghiên tới đã đi đâu mất dạng. Tê Trì không đến bữa tiệc, sau khi theo Phục Đình đến đây vẫn luôn chờ trong hậu viện đến sẩm tối tào ngọc lâm ôm chiếm nghi hiếu động giao cho nhũ mẫu đi tới trong phòng tìm nàng tẩu tẩu gia quyến của các quan viên hạ cấp đã tới bảo là muốn chúc mừng tẩu tẩu tê trì nói bảo bọn họ chúc mừng a nghiên là được ta thì có gì để mà chúc bây giờ tẩu tẩu đã là quận chúa dĩ nhiên đáng để chúc tuy miệng thì nói thế tào ngọc lâm nhớ lại cảnh lúc ở ngoài cổng thành phủ hãng hải nội thị theo phục đình từ trong cung tới tuyên bố sắc phong nàng là quận chúa vậy nhưng cũng chẳng thấy trên mặt nàng có bao nhiêu mừng rỡ khi ấy nàng và phục đình xuống xe vành mắt vẫn hoen đỏ tay ẩn trong tay áo nhưng vẫn nắm chặt tay phục đình người khác không thấy song tào ngọc lâm đang đứng gần đó nên thấy rất rõ có lẽ đối với tê trì mà nói nàng chưa bao giờ nghĩ đến những gì mình đáng được nhận tê trì không quan tâm vì vẫn đang nghĩ đến lời phục đình nói cứ thế gật đầu thế thì đi nhận lời chúc mừng rồi về nói đoạn sửa lại tóc tai bước ra khỏi cửa phòng hai tỳ nữ đang chờ bên ngoài dẫn nàng đi thẳng đến phòng khách ở hậu viện trong sảnh đã chuẩn bị thịt rượu gia quyến của các quan viên lớn nhỏ đã quay quần chợt nhắc thấy có người đến tuy chỉ hình bóng áo lụa tóc mây nhưng đã vội vàng đứng dậy bái lại hô to bái kiến quận chúa tê trì đi lên ngồi xuống sau bàn cao mời các nàng miễn lễ mọi người cung kính cúi đầu lạy rồi mới ngồi xuống sau đó bắt đầu từ phu nhân thành thủ nâng chén rượu lên kính với tê trì ở trên xa tê trì nâng cốc uống một hớp những người khác tiếp tục kính nàng lại uống hớp nữa cốc còn chưa cạn đã vội đặt xuống coi như đã nhận lời chúc mừng phục đình đã có lệnh không được ăn mừng quá đà số quan viên bên dưới cũng ít dù gì bây giờ cũng đang trong tan kỳ của hai vị hoàng tử nên thứ chứa trong cốc không phải là rượu mà là nước mận phái nữ thường uống. Nhưng ít nhiều gì cũng có men rượu, tử lượng của tê trì không cao nên sau một vòng, nàng không uống nổi thêm cốc nào nữa. Phu nhân thành thủ cũng nói, phu nhân uống một cốc là đã không dễ rồi, nước mơ này vẫn có hơi men, uống cầu điềm tốt thôi, vậy là đủ rồi. Gương mặt điểm trang của mọi người phản chiếu trong ánh đèn, nói cười nói những điều tốt đẹp nhất định sau này phu nhân sẽ vinh sủng đầy mình thánh nhân minh mẫn vị trí trữ quân đúng là danh xứng với thực tê trì chỉ lắng nghe mà không đáp bụng nhủ các nàng làm sao biết được những phức tạp trong đó một lát sau bên ngoài có tỳ nữ đến chuyển lời đại đô hộ lệnh cho chư vị gia quyến rời đi mọi người trong sảnh cũng chẳng nán lại lâu lập tức đứng dậy cúi người lui ra tê trì tưởng phục đình ở bên ngoài nên đứng dậy nhưng lúc này mới thực sự cảm nhận được độ mạnh của nước mơ, nàng đưa tay dây thái dương, ngồi xuống lại sau bàn. Có người đẩy cửa đi vào, tê trì ngước mắt trong, ngược ánh đèn nên chỉ thấy được bóng dáng mông lung, nàng nheo mắt, tam lan. Nhưng nhìn kỹ thì không phải là chàng, nàng lập tức đứng dậy. Khi đi ra ngoài, vừa ngang qua bên y thì bỗng đối phương giơ tay túng lấy tay áo nàng. Tê trì dừng bước, nhìn y, Hà Lạc Hầu đang làm gì đấy? là thôi minh độ, ngón tay y động đậy, như cảm thấy không ổn, đã định buông ra nhưng rồi lại đột nhiên nắm chặt, đưa mắt nhìn nàng, không rõ biểu cảm thế là gì, mà cũng chẳng đoán nổi y muốn nói gì. Hai bên hợp tác cùng nhau, đối với thôi thị của y cũng có lợi, nhưng tê trì không cảm thấy y đến là vì điều đó, dãy cổ tay ra, buông tay. Nhưng thôi minh độ lại càng túng chặt. Tê trì nhíu mày, bắt đầu giải dụa, hơi men bắt đầu thấm vào người, vì dùng quá sức nên đứng không nổi, lão đảo một bước suýt thì đã ngã. Thôi minh độ lập tức giơ tay đỡ nàng. Nhưng bị nàng đẩy ra, mong hà lạc hầu tự trọng. Y vẫn nắm tay áo nàng không buông, bỗng bước lại gần một bước, thấp giọng nói, ta đến là để từ biệt quận chúa. Trong quan dịch lần trước Hà Lạc Hầu đã từ biệt với ta rồi. Tê trì ngoảnh đầu đi, kéo giãn khoảng cách với y, nhưng bàn tay kia là vẫn chẳng thể dứt ra. Thôi Minh độ níu tay áo nàng, muốn nói hết tiếng lòng, đây là lần cuối cùng. Một bụng lời muốn nói như tắt trong ngực y, đã tới bước này rồi, về sau ta sẽ không nhiều chuyện hỏi quận chúa sống thế nào nữa. Dù muốn hỏi cũng chẳng có lý do, phủ quan vương không còn bị chèn ép. Sự ấy nấy của y cũng đã được xóa đi. Tê Trì khó chịu, lông mày nhíu chặt, kéo tay áo mình về, toan đi lên trước, ta sống rất tốt, vẫn luôn tốt ta đã cưới người đàn ông tốt nhất trên đời này, cả đời này sẽ sống rất tốt, không cần ngươi phải hỏi. Thôi minh độ bị nàng gõ cho tỉnh táo, tay buông ta, đúng thế, là ta thất lễ, quận chúa chớ trách. Nhưng thất lễ thì cũng chỉ lần này thôi. Sau này khó còn gặp lại nhau, bọn họ đều có con đường riêng phải bước đi. Thôi minh độ nhìn tê trì, quay người mở cửa ngắt ra, bước chân nhẹ nhàng như chưa hề đến. Tê trì mất sức ngồi sụp xuống một chớp mắt sau cửa lớn bị đá văng phục đình sải bước đi vào kéo nàng dậy rồi nhìn xung quanh chỉ có mình nàng tê trì ngửi thấy mùi hương thân quen trên người chàng thì mới yên tâm nghiêng đầu dựa vào chàng tam lan phục đình vuốt mặt nàng nàng không sao chứ nàng mềm giọng đáp từng phục đình lại nhìn xung quanh ông ngang nàng lên rời khỏi phòng khách lúc đi trên hành lang nằm trong lòng chàng nàng đã bắt đầu không an phận dưới mái hiên không có đèn cứ thế mà đi trong bóng đêm dựa vào chàng nàng chẳng có gì để phải kiên dè phục đình cúi đầu bên tai nàng hơi thở dần nặng nề uống thứ này mà nàng cũng say nàng không say chỉ hơi thất thần mà thôi tay luồn vào trong ngực chàng nhẹ nhàng đáp ở đất bắc thứ gì cũng mạnh khéo sau này chỉ dám uống trước mặt chàng câu nói này đã khơi dậy tâm tình trong chàng phục đình hút vào cửa phòng lưng tựa vào cửa đầu cúi xuống kiếm tìm môi nàng. Môi lưỡi nàng vẫn thấm vị nước mơ, chút chua chút ngọt, thân hình như nước tan trong lòng chàng. Nàng nhiệt tình đáp lại chàng, cuốn lấy chàng, chủ động cởi quân phục của chàng ra. Đến lúc này, Phục Đình mới hỏi một câu, hắn đã làm gì? Tê Trì biết chàng đang hỏi thôi minh độ, ghé sát đầu vào cổ chàng. Nói thật, đến tạm biệt. Phục Đình không lên tiếng, nghĩ thôi minh độ hẳn cũng có chừng mực, dù ngày trước y có từng nghĩ thế nào đi nữa thì đến giờ cũng đã nên tỉnh táo chàng thất thần nhé tê trì nói nhỏ phục đình lập tức xốc nàng lên trong ánh đèn hình bóng hai người hòa vào nhau rồi lập tức biến mất tê trì còn tính hỏi vì sao chàng lại xuất hiện đột ngột như vậy nhưng lúc này chẳng có cách nào mở miệng được sợ vừa há miệng sẽ để lộ âm thanh khản đặc trong bóng đêm phục đình hoàn toàn kiểm soát mọi lên xuống của nàng đêm nay chẳng biết mệt mỏi bao nhiêu. Quấn nhau bao hồi. Đến sáng hôm sau, tê trì rửa mặt rồi theo Phục Đình ra ngoài thì mới phát hiện đã quá phóng túng, mặt lập tức đỏ lựng. Ở ngoài quan thự, đội quân đã được sắp xếp thỏa đáng, chuẩn bị lên đường. Phục Đình dẫn đầu đi tới sắp xếp, vừa đi vừa thắt chặt dây buộc tay áo, ngẩng đầu lên thì thấy Thôi Minh Độ cũng định đi, đang chào tạm biệt Lý Nhiên rồi đi về phía chàng chuyện của ung vương và phủ đô hộ thiền vu còn cần thẩm tra định tội ta cáo từ đây thôi minh độ ôm quyền cáo từ với chàng bỗng bổ sung mong rằng sau này đại đô hộ và quận chúa sẽ luôn bình an hạnh phúc phục đình nhìn y từ lúc này thôi minh độ mới thực sự nhẹ nhõm mọi quá khứ chôn lại xuống đáy lòng y buông tay lên ngựa rời đi khi tê trì đi ra thì đã không thấy y đâu tào ngọc lâm ôm chiếm nhi đi tới lúc này mới có cơ hội nói chuyện với lý Nhiên. tê trì đến cạnh phục đình nhìn vào mặt chàng có phải chàng muốn đến biên cương không chàng vì đột quyết nên mới gấp gáp quay về nàng hiểu đây là điều không tránh khỏi phục đình không phủ nhận càng nhanh càng tốt lần này đã có thể dẫn tiếp theo rồi chứ nàng nhìn chàng thiếp đi cùng chàng phục đình nhìn nàng đoạn gật đầu được đến biên cảnh lần này là đến quận u lăng La Tiểu Nghĩa gửi thư tới, nói ở đó phát hiện tung tích của quân đội đột quyết. Gió lớn gầm rú khắp dọc đường đi, từng đợt gió mạnh kéo dài mấy canh giờ liền. Tê Trì ôm chiếm nhi ngồi trong xe, bên trong có đặt chậu lửa, dù đi giữa thời tiết này thì vẫn ấm áp. Lý Nghiên với thân phận đốc quân cưỡi ngựa đi theo Phục Đình, đại đội binh mã đi sau, hành quân rất nhanh. Đến nơi này rồi, cậu mới mở miệng hỏi, dự nghĩ thế nào về kẻ A Sử Na Kiên đó? Phục Đình chưa kịp mở lời thì Tào Ngọc Lâm đã nói xen vào, hắn ta là kẻ điên. Lý Nhiên lặng thinh, tê trì ở trong xe không khỏi tập trung lắng nghe. Sau trận chiến năm xưa, Tào Ngọc Lâm đã điều tra rất rõ về kẻ này, bởi hắn là kẻ thù suốt đời của nàng. A à Sử Na Kiên là tướng lĩnh hiếu chiến nhất đột quyết, luôn muốn công phá đất Bắc, mục tiêu bao gồm thâu tóm huyết mạch của đột quyết là phủ đô hộ thiền vu cùng các bộ tộc người Hồ như tộc Bộc Cố ở đất Bắc, nhằm để đột quyết trở nên lớn mạnh. Những năm qua sau khi thâu tóm được vài bộ tộc nhỏ lẻ xung quanh, bọn chúng ngày càng hung hãn, e là đã rụt trịch ngấp nghé trung nguyên. Để khích lệ tướng sĩ, hắn ta thậm chí còn đưa toàn bộ người bên cạnh mình vào trong quân, hoặc làm trinh sát hoặc làm tiên phong, áp dụng chính sách răng đe đổ máu để trị quân, là một kẻ ác độc không hề nương tay. Nhưng đất Bắc còn có phục đình, các bộ tộc quân dân như một, vô cùng đoàn kết, tựa như vách sắt thành đồng, đến lũ cũng chẳng phá nổi. Nên muốn khiến đất Bắc xuất hiện chỗ hỏng thì nhất định phải trừ khử phục đình. Bất kể là chuyện ở thành cổ dịp ngày trước hay là chuyện ung vương hôm nay, cũng đủ để thấy hắn là kẻ không chừa thủ đoạn, không tiếc giá nào. Nghe tới đây, Lý Nhiên nói, nói như thế. Tên A Sử Na Kiên kia mới là kẻ đáng bị trừ khử. Loại bỏ một kẻ hiếu chiến là chuyện tốt với cả hai bên không có chuyện đột quyết không có dân chúng bình thường chinh chiến nhiều năm chưa chắc đã khiến bọn họ chịu nổi cứ mãi chiến tranh kết quả chỉ khổ bách tính âm thanh của tào ngọc lâm như vỡ vụn trong gió đoạn nói tiếp ta từng nghe ngóng được người đột quyết nói rằng a sử na kiên chỉ coi tam ca là đối thủ duy nhất có thể nhìn thẳng phục đình chỉ cười khẩy âm thanh lẫn vào gió lạnh như lưỡi đao hình như chiếm nghi ở trong xe cũng nghe thấy cu cậu đã học gọi lại còn gọi rất rõ nay đang là lúc học nói bỗng cái miệng nhỏ bé bất thình lình hứ một tiếng khẩu khí lại bắt chước y hệt phục đình như thể đến cậu bé cũng chẳng coi trọng gã a sử na kiên kia rèm cửa sổ được vén lên phục đình nhìn vào bên trong chỉ thấy tê trì đang tựa vách nhìn chàng có vẻ đã nghe thấy cả rồi chàng nhìn nàng rồi lại nhìn chiếm nghi ngoái đầu nói dừng lại nghỉ ngơi đoàn quân dừng lại Tê trì bọc thêm áo khoác cho chiếm nghi, ôm con xuống xe. Trời u ám như nhúng màu mực, gió lớn gào thét, những áng mây đằng xa như nối liền với mặt hồ xanh mướt, bị gió thổi lay động từng tầng. Phục đình đi tới cản gió cho nàng, thuận tay ôm lấy chiếm nghi. Nàng đưa tay viện khuỷu tay chàng, chỉ vào mặt hồ, sao thiếp thấy nơi đó quen quen vậy nhỉ, có phải là hồ băng chúng ta đã đi ngang qua lúc từ Cao Lan Châu quay về không? Trên bờ hồ ngày ấy, lần đầu tiên chàng hôn nàng bỗng cảm thấy nhắc tới chiếc hồ này là nói đến chuyện ở bên bờ nàng không khỏi đưa mắt nhìn chàng dường như phục đình cũng nghĩ đến nhoẻn miệng cười không phải đường đi không giống chàng bế chiếm nhi kéo nàng lại gần mình ra hiệu nàng nhìn ra xa ở đất bắc còn có rất nhiều hồ như thế số hồ nàng từng thấy chỉ mới đếm trên đầu ngón tay tê trì ngẩng đầu nhìn chàng cầm chàng đã cạo sạch đập vào mắt nàng vậy đợi chuyện này xong Chàng dẫn Thiếp đi xem từ từ nhé. Phục đình cúi đầu, thân là đại đô hộ và phu nhân đại đô hộ, làm thế có vẻ không hay. Hình như có hơi. Nhưng cũng không phải không được. Chàng nói tiếp. Tê Trì vuốt lọn tóc bên tai, mỉm cười tủm tỉm, ngoái đầu lại, thấy Lý Nghiên và Tào Ngọc Lâm cũng đang nhìn về phía này, thế là thôi cười, đứng sát vào chàng, thấp giọng hỏi, có rắc rối không? nàng đã muốn hỏi từ khi nghe thấy những lời đó ở trên xe phục đình nắm lấy đôi tay bé bỏng của chiếm nhi đoạn nhìn nàng bảo chớ nghĩ nhiều cũng giống những lần tác chiến trước kia thôi chàng đã trải qua trăm trận đánh đây chỉ là một trong số đó mà thôi tê trì yên tâm phần nào từng chiếm nhi nằm giữa hai người gương mặt nhỏ chót hết nhìn đông lại ngó tây cực kỳ tinh khôn khi nằm trong lòng cha thì rất biết điều chẳng cựa quậy lung tung chỉ là theo thói quen học nói mà ừ ừ hứ hứ. Chỉ có cu cậu là chẳng sầu muộn, không buồn không lo. Nghỉ ngơi không lâu, Tào Ngọc Lâm tập hợp đội ngũ lại, đưa nước nóng lương khô cho tê trì. Phục đình giao chiếm nghi cho nàng, hạ lệnh tiếp tục lên đường. Hành quân không quá nửa tháng thì đến quận U Lăng, thời gian ngắn hơn bọn họ đã dự tính nhiều. Phủ đô đốc U Lăng đã chuẩn bị xong để đón tiếp, cũng đã cho binh mã nên đón cách chỗ đóng quân 10 dặm đội ngũ hành quân yên ắng trên đường thải dốc đất, không hề bị bại lộ. Dưới bầu trời xám xịt, đội ngũ như du long từ xa tới. Phục đình dẫn đầu, vừa siết cương, trong binh mã nên đón đã có người thúc ngựa đi tới báo. Lúc này la tướng quân vẫn đang ở tiền tuyến để mắt đến động tĩnh của đột quyết, hình như đột quyết có ý thăm dò, chúng vốn giấu hành tung, nhưng hôm nay đã đường đường chính lính lộ mặt ở biên giới. Tào Ngọc Lâm đánh ngựa đi tới, nhìn Phục Đình, xem ra sắp xếp của tam ca đã có hiệu quả rồi với tính cách của gã a sử na kiên kia một khi biết được đế vương dễ dàng loại bỏ ung vương đứng về giang sơn như thế thì tất sẽ chọn cách rút lui sau đó sẽ tìm cơ hội đây là cách tác chiến xảo quyệt cẩn thận của hắn nhưng phục đình đã có ý định một lần tiêu diệt hắn nên trước khi cử la tiểu nghĩa tới đã dặn bất kể kết quả thế nào thì vẫn phải tung tin giả có lẽ lúc này A Sử Na Kiên còn tưởng chàng đang mắc kẹt ở Trường An vì binh gián, trong chốc lát không thể quay về ngay được. Thậm chí khó mà an toàn rút lui. Phục đình cho bọn họ lui, cưỡi ngựa đi tới cạnh xe ngựa. Tê Trì đã vén rèm lên, ngước mắt nhìn chàng. Chậu than trong xe đã cháy hết, chiếm nhi ngủ say trong lòng nàng. Chàng nói, ta đi gặp tiểu nghĩa trước. Nàng gật đầu, từ. Thoáng nghĩ ngợi, lại hỏi chàng, chàng bố trí thế nào vậy? Phục đình trả lời đơn giản, đã bố trí xong, phải chặt đứt bằng được đường lui của hắn thì mới trừ khử được hắn. Quận U Lăng tiếp giáp thành cổ diệp, đột quyết chọn chỗ này tất là định chờ cơ hội rồi hành động, thời cơ không đúng thì nhanh chóng rút lui. Tê Trì đã hiểu. Thấp giọng nói, thiếp đến đây một chuyến, ắt cũng nên làm gì chứ nhỉ? Chàng lập tức hiểu ý, sao nào, nàng muốn giúp ta à? chàng quên thiếp còn có thương đội ở đây hả ý nàng là thương đội vận chuyển số binh khí làm bằng gan kia nếu không phải nàng nói rất nhỏ phục đình thật sự cho rằng nàng đang nói chuyện rất bình thường chàng ngó nhìn hai bên cũng thấp giọng sao ngày trước ta không biết lá gan của nàng to thế nhỉ lá gan của thiếp có lớn đâu tê trì nói chỉ là muốn giúp chàng thôi mà phục đình gác tay lên khung cửa nhanh chóng nghĩ ngợi rồi cúi người xuống nhìn vào mắt nàng thế thì dùng đi. Ta sẽ cho người phối hợp với nàng. Có số binh khí này đúng là ưu thế trời ban, tuy hơi mạo hiểm, nhưng muốn bắt được đối thủ lương lẹo như rắn như A Sử Na Kiên kia thì chuẩn bị nhiều cũng không dư thừa. Tê Trì ghé mặt tới, cẩn thận vạch kế hoạch với chàng. Một lúc sau, Phục Đình thẳng lưng dậy, nắm cương ngựa, ta đi đây. Ánh mắt Tê Trì chuyển từ dây buộc tay áo lên mặt chàng, lại nhìn vào mắt chàng, cẩn thận phục đình thoáng im lặng nàng cũng thế nói rồi lại nhìn chiếm nghi nét mình ngủ trong lòng nàng kéo dây cương quay đầu rời đi bọn họ không nói thêm lời nào cũng chẳng cam đoan dư thừa bởi những chuyện đó không cần phải nói nhiều nhà của chàng ở đây đây chính là sự đảm bảo để chờ chàng trở về bất cứ lúc nào tê trì nhìn bóng lưng chàng dẫn đại quân dần rời xa con đường trước mắt bắt đầu lùi về sau xe ngựa tiến tới doanh trại ở một đầu khác vừa vặn quay lưng về phía chàng mà đi. Nàng chẳng buông rèm, tới khi bóng lưng mặt quân phục thẳng tắp của chàng khuất dạng thì mới nghiêng đầu đi. Chiều tối ngày hôm đó, một nhóm người cải trang thành thương đội, hộ tống một chiếc xe ngựa rời khỏi doanh trại, thẳng tiến vào thành ở quận U Lăng. Ngồi trong xe là tê trì chỉ vừa vào doanh mấy canh giờ. Thay sang hồ phục, đội mũ mạng. Tào Ngọc Lâm cưỡi ngựa bận đồ nam, hộ tống bên ngoài ngồi cạnh nàng ở trong xe còn có lý nghiên cháu đòi đi theo thế này có phải là có chuyện muốn nói không tê trì nhìn cậu hai cô cháu hiểu nhau rất rõ từ khi cậu đuổi theo xe tê trì đã có cảm giác cậu muốn nói gì đó nắng chiều lọt vào trong xe mờ tối lý nghiên mặc áo choàng rộng thùng thình ống tay áo cũng rất rộng cậu cúi đầu lấy một hộp gấm dẹp trong tay áo ra đưa tới cháu muốn giao thứ này cho cô tê trì nhận lấy mở ra, vừa nhìn qua đã lập tức ngẩng đầu lên. Đó là đan sách thiết khoáng được chia làm hai. Đế vương và thần tử được ban mỗi người giữa nữa, dù có tội chết cũng được miễn. Không cần hỏi cũng biết thứ này được lấy thế nào, thánh nhân sẽ không vô duyên vô cớ cho cậu, chắc chắn là cậu đã cầu xin. Giao cho cô làm gì? Lý nghiên trấn tĩnh nhìn nàng, trong tay cô còn điều hành việc kinh thương khổng lồ, khó đảm bảo sau này sẽ không dùng đến nữa, giống như lúc vào trường an vậy khi vào trường an tê trì đã khoái động chuyện buôn bán ở chợ phường nhưng tất nhiên sẽ có quan viên điều tra kỹ nên nàng đã lệnh đóng mấy cửa hàng lớn trong thành trường an thất thoát một khoản không nhỏ thế thì có sao tiền không có thì lại kiếm chỉ cần người vẫn còn thì vẫn chưa kết thúc vâng ạ à, trên đời này tuy nhà giàu rất nhiều nhưng không có ai chạm đến quyền thế như cô dù cô đã cẩn thận che giấu thân phận nhưng cháu vẫn muốn đưa cô vật bảo hộ. Lý Nhiên đẩy hộp gấm vào tay nàng, đây là đan sách thiết khoáng cháu xin cho cô. Thánh nhân cho rằng cậu xin cho mình, nhưng thực chất lại không phải vậy. Tạm thời cậu đã không còn nguy hiểm, trừ khi thánh nhân đã có lựa chọn khác cho vị trí trữ quân. Nhưng cô thì không như thế, thân phận của cô mãi mãi là mối họa ngầm. Với sự đề phòng của cô Dượng thì có lẽ người ngoài sẽ không cách nào phát hiện được nhưng cậu vẫn muốn cô được đảm bảo. Thân phận kinh thương ra đời cũng là bởi phủ Quang Vương, sau đó lại vì mưu tính cho cậu, nay đã đến lượt cậu suy nghĩ cho cô. Để cô có thể yên tâm làm chuyện mình muốn làm, làm chuyện có thể làm. Còn nếu không nhận thì cháu cũng sẽ nghĩ đủ cách để nó lại, nói chung, thứ này nhất định đưa cho cô. Tê Trì nhìn cậu, khóe môi nhếch cong, chậm rãi mỉm cười, không ngờ hôm nay đã đến lúc cháu bảo vệ cô rồi lúc này lý nghiên mới cười vậy mới không uổng công dượng dạy dỗ chiều tà hoàng hôn xuyên qua kẻ hở rèm cửa hắt lên mặt cậu tê trì thoáng cảm thấy đứa trẻ trong xe theo nàng đến đất bắc hôm nào nay đã không còn xe ngựa kịp lúc vào thành trước khi cổng thành đóng lại theo thỏa thuận ngày tức tê trì đã ký kết với tên độc nhãn ở thành cổ diệp đất bắc có thêm không ít thương nhân người hồ ở bên ngoài đến mở hiệu buôn nay trong quận u lăng cũng không ngoại lệ vì nơi đây nằm khá gần thành cổ diệp nên hiệu buôn của tên độc nhãn cũng có mấy cửa hàng ở đây lúc tiểu nhị chạy tới báo với hắn là có khách viếng tên độc nhãn đang ngồi trong cửa hàng tính toán sổ sách tính quay về thành cổ diệp nghe báo vậy thì cảm thấy là lạ cứ như có kẻ theo dõi hành tung của mình hắn bèn bảo tiểu nhị dẫn người đến đồng thời vào trong phòng bên nhìn ra tào ngọc lâm đi vào đoàn người theo sau rõ rất lặng thinh nhưng đầy uy hiếp tự ý đóng cửa tiệm lại. Phía sau họ, một người phụ nữ từ từ đi tới, cách tấm mạng không nhìn rõ mặt, nhưng nông dáng vẻ lại quen mắt. Độc nhãn nhìn Tào Ngọc Lâm rồi lại nhìn nàng, biết là gặp người quen. Tê Trì đi vào phòng bên, khép tay nói ám hiệu, có bó đuốc cần thắp. Độc nhãn biết nàng mạnh tay, thắp đuốc chính là chỉ mua bán số lượng lớn, tất nhiên lại kiếm được một khoản hời. Đúng là cầu mà không được, lần này thắp cái gì? bên ngoài vô cùng nghiêm túc không ai lên tiếng trong phòng tê trì nhanh chóng thuật lại rõ ràng rất đơn giản để nhóm người của nàng đem tới theo gã độc nhãn lên đường cải trang thành thương nhân đi vào thành cổ diệp sau đó nằm vùng trong thương đội của mình những chuyện khác không cần hắn xen vào như thế sau biên giới trong thành cổ diệp lại có thêm một toán binh mai phục dù người của A Sử Na kiên tới lui tìm kiếm bên ngoài biên giới thì khi đó vũ khí và nhân lực đều tách ra, cũng không có khả năng bị lộ ở trên đường. Cả độc nhãn cũng đang lo nghĩ. Sức hắn có hạn, trên thực tế tê trì vận chuyển gan thép binh khí là ở vùng không ai quản trong thành cổ diệp, hắn cũng đã nhận nhiều ít tiền tham gia, biết được chút ít manh mối, có điều cũng hiểu luật nên coi như không biết những chuyện này. Lúc này lại luôn miệng nói, thương khắc mình ý là chuyện trái lương tâm ít nhiều hắn vẫn sợ tê trì nói yên tâm lần này không làm sai với bất cứ ai cả thậm chí có thể khiến ngươi thoát khỏi uy hiếp ở thành cổ diệp gã độc nhãn là kẻ thông minh tính toán ngoài sáng trong tối một phen lại thêm lợi lớn đặt trước mặt hắn biết nên chọn bên nào huống hồ ban đầu đã chọn một lần rồi giờ mà đổi bên nữa thì cả hai phe đều không dung cho hắn cuối cùng hắn nắm tay lại rồi đưa ra ngoài đồng ý tê trì còn phải rời đi trước khi cổng thành đóng nên không thể ở lại lâu lập tức đi ngay đến lúc này gã độc nhãn rốt cuộc không kìm được mà nói cô nhất định không phải là chủ nhân hiệu buôn hình cá tê trì dừng lại đúng vậy từ đầu những chuyện nàng làm không phải chuyện thương nhân bình thường có thể làm nếu hắn đã gạt nàng ra khỏi hiệu buôn hình cá thì nàng cũng đỡ viện lý do không sai ta không phải hiệu buôn hình cá cũng như ngươi chỉ là đang làm chút chuyện kinh doanh có lãi. Gã độc nhãn trợn mắt, vẻ mặt ta biết ngay mà, hắn nấp sau cửa phòng, thần bí hỏi, rốt cuộc cô là ai? Tê trì suy nghĩ, có thể khiến hắn yên tâm làm việc cũng tốt, thế là cách tấm mạng, chậm rãi lên tiếng, phủ hãn hải, phục lý thị. Nàng có rất nhiều thân phận, nhưng bây giờ, trong lòng nàng chỉ còn lại một danh phận này.